check, check. 1, 2, 1, 2. Oh, damn, buổi tối rồi hả? Hello, hello. Live chưa? Live chưa? Hello, kính thưa quý vị và các bạn. Các bạn có thấy phong lề chưa? Ok, vô. Hello, chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với livestream podcast của Phong Lê Tâm Sự Dân Chơi. Hôm nay chúng ta có sự có mặt của đại sư huynh mà đóng trong phim phim gì đó? Sa Long Quyền. Phim Sa Long Quyền có mặt của đại sư huynh. Hello, chào các bạn. Hello, Chính Bảo. Hello, Úc Khải, khỏe không các bạn? Hello, Thành Nhất ở trên Facebook. Thành Nhất, thằng này chắc ước dữ lắm, tên Thành Nhất. Hello, Úc Tuấn, khỏe không các bạn? Nhớ cơ nghĩa là không phải đàn ông ấy. Xăng pha nhớt. Xăng pha nhớt. Hello, Quốc Anh. Hello, chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta, cái chủ đề chúng ta là phê. Phê thì hả, tại vì Phong mới nghĩa là nguyên một ngày đây không biết nghĩ chủ đề gì, có chủ đề, có hiếu chủ đề, hả, gạt người chủ đề gì nó không biết, nhưng mà hả, tự nhiên có anh Huy là anh đại sư huynh ở trong cái phim Sa Long Quyền của Phong Lê đến đây thì nói, anh Huy là một người rất là ngưỡng mộ Cần Sa, đúng không? Ngưỡng mộ và đam mê. Ngưỡng mộ và đam mê Cần Sa. Anh Việt thì trong đó anh Việt cũng có ngưỡng mộ một tí xíu, đúng không? Anh Việt hồi đó ngưỡng mộ hết rồi. Anh Việt hết rồi. Anh Việt nghỉ ngơi. Anh Việt đã nghỉ. Anh Việt đã hết. Thì hỏi Huy nè. Huy Huy có học cần không Huy? Lúc có lúc không các bạn. Cũng lai rai đó. Lai rai lúc có lúc không. Lai ngày lúc trước ngày năm cử giờ chừng ba cử. Cắt bớt rồi đó. Cắt bớt rồi hả? Cắt bớt rồi đó. Lúc có lúc không rồi chứ hồi đó là hút mỗi ngày đúng không? Cái đó thì chắc có cũng mỗi ngày cũng có. Rồi tại vì mỗi lần mà Huy mà qua nhà anh chơi là Huy cầm theo một điếu. Cái đó không phải tại vì Huy muốn cầm ở đâu, lúc đó lại muốn mời Phong hút đó. Mời Phong hút à? Thì nói thì không hiểu cái là cần sa là một cái loại thuốc để mà giống như là thuốc lá, mà cái hiệu ứng của nó giống như là rượu, đúng không? Kêu giống rượu này. Totally different. Ông này hút cần bao giờ chưa? Totally different. Anh hút rồi, anh hút nhiều rồi, nhưng mà cái cảm giác là nó nhẹ nhàng, nó say say, nó giống rượu. No. Nhưng mà ví dụ mà mình hả, hút nhiều quá thì mình sẽ bị giống như là bị nó có cái từ riêng nữa, nhưng mà nói chung là hút nhiều quá thì cùng lắm đắng nhất là đi ngủ. Bị hóa đá. Đúng rồi. Đầu bị ối mày. Bị ông thì nếu mà hút không quen thì sẽ bị ối, bị chóng mặt. Có người thì bị hóa đá, bị gọi là bị stô, bị couch lock, cái chỗ ghế. Bị hóa đá luôn rồi. Còn có người ngồi, xưa mình nghe chuyện bạn mình kể vui mà anh ngồi chơi điện thoại. Xưa mọi người nhớ Nokia không? Cái lục gạch đấy. Đúng rồi. Cả đêm luôn, mấy tiếng đồng hồ chứ ngồi coi chơi con rắn thôi. Tại chơi bị dính, bị stô nữa. Rồi nặng lắm thì ói mửa nhức đầu chút rồi vô ngủ cỡ tiếng, hai tiếng là lại hết. Nhưng mà hút cần có hại sức khỏe không Huy? Thì hút gì cũng có hại sức khỏe hết trơn á. Có không? Mọi tưởng người ta nói là hút thuốc mới hại sức khỏe, hút cần là không hại sức khỏe mà. Hút cái gì cũng có hại. Bởi... Nhưng mà hút thuốc á, nó có hại là vì sao? Tại vì nó có hại về sức khỏe, về phần vật lý, về physical đi. Physical bên Việt Nam là gì? Nói chung là... Physical là cái... Thân thể thì... Nói chung nó bị bên trong nặng. Dạ thì hút vô dần nào cũng bị có vẻ như cái vấn đề sẽ có vấn đề về có bên trong cái vấn đề nội tạng của mình, đúng không? Đào thải cái chất của cái thuốc lá nó khó hơn là đào thải cái chất của cái cần sa. Cái cơ thể mà nó có cái chế độ đào thải vô là phải thải. Sao được biết hay vậy? Đồ mà, mày thấy mày hút cần da mày có đẹp không? Không chưa vậy. Mày hư quá. Tao hỏi mày hút cần thấy da mày đẹp không? Thì đó, cái lên tuyến mồ hôi của mày là trước khi hút cần da tao đâu không đẹp rồi. Nhưng cái tuyến mồ hôi của mày là một trong những đường nó thải ra, mày hiểu không? Thì mày có thấy cái ống mày hút không? Mày hút cái ống càng ngày càng đen.
thì đúng rồi. Cái cổ mày cái những cái đường theo, nó cũng vậy đó. Theo anh nghĩ có thể là người ta nói là hút cần không có hại bằng thuốc lá, tại vì thuốc lá mình phải hút mà 5 6 điếu có khi 10 điếu một ngày. Còn hút cần thì chỉ một ngày hút mấy điếu mà thôi. Cái đó là này, tùy, này tùy đô, cái này cũng đúng nhưng mà cũng đúng, tùy đúng, thấy thấy như Two Chainz với lại Snoop Dogg không? Không, mấy thằng đó là này hút quá nhiều. Mấy đó giang hồ nó nhiều tiền. Chứ nói chung là nó giàu quá không, nó không cần phải đi làm nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Hút tiết kiệm chút thì ngày hút 3 4 điếu cũng vừa. 3 4 điếu luôn hả? Thì wow. 3 4 điếu thì cũng một ngày 3 4 điếu cần. Anh thằng này phòng hút thuốc rồi. Hút cũng như hút thuốc thôi. Ok. Mình phê cũng lắm, mình phê dài. Mà mỗi lần hút, mà mỗi lần hút một điếu hay là mỗi lần hút nửa điếu hay là hút sao? Cũng tùy vô mood nữa. Tùy vô. Ví dụ như lúc mà muốn hút mà hút nửa chừng xong rồi mình gạt gạt ra mình để dành. Ừ, không, cái đó để dành cái đó không phải, cái đó không phải tại vì tiền mút, cái đó tại vì hết tiền đó, đúng rồi chính xác, chứ còn gạt lại nó hôi lắm đúng không, hôi lắm. No, hello Trang Hoang, hôm nay mình nói chuyện về phơi cần mà không có mời Trang Hoang lên. Trang Hoang bữa nào lên cho Trang Hoang chơi đâu, chơi đây lên. Hello cả nhà nè, hello chơi, khỏe anh chơi? Thì hả, cần sa cũng là một hả thứ mà anh chơi rất là ngưỡng mộ. Anh chơi Hoang thánh anh chơi Hoang là thánh. Anh chơi đây bên đây được phong thành đấng đấng, có là mình chỉ là người đấng. Mình chỉ gọi là gì, gãi gãi du mục thích hút cần đi đâu đó thôi. Mà là lớp giống như là hồi đó mà trước khi nó cần sa mà nó phẩm nó bây giờ cần sa là hợp pháp. Uh-huh. Bây giờ tại tiểu bang California và rất là nhiều tiểu bang ở trên nước Mỹ cần sa là được hợp pháp. Yeah. Hợp thức hóa đã được được bán, được mua ở trong tiệm. Quý vị có thể mua trong tiệm giống như là mua rượu vậy đó. Bên Mỹ thì giống như là bên Mỹ mình có cái thẻ chứng minh nhân dân hay thẻ ID. Thẻ ID thì mình vô đó mình mua, mình trên 21 tuổi mình được mua, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ thì nó còn thêm cái delivery nữa. Delivery nữa? Dạ, bây giờ nó chở đến nhà mình luôn. Technically nó có mấy cái app trên mạng á. Ease. Dạ, nó sẽ cho mình những cái location, easy, những cái điểm xung quanh. Easy. Wow, easy. Đã vậy. Rồi mình chỉ easy. Cần mình lên cái shop nó, mình vô thì cái app nó sẽ link với lại cái website của cái shop. Thì trong cái shop có cái menu thì giống như mình order. Nhưng mà dưới 18 tuổi mua đâu được, sao được? Thì cái app nó take care phần đó. Cái app nó muốn register thì anh phải trên 21 tuổi, anh phải đưa được giấy tờ ra, nó verify thì anh đúng. Thì anh you're technically thí dụ mà app mà thằng nhóc nó dùng cái app đó thì không, nó sẽ kêu anh phải bỏ số ID rồi vô chứ. Anh phải scan ID của anh chứ. Scan ID. Oh, scan. Khi mà trước khi mà anh đưa là nó cũng phải coi cái ID của anh. Cái ID là make sure là phải coi thằng này là có trên tuổi hay không. Hoặc là vậy, hoặc là cái shop nó sẽ làm em mua bây giờ chưa? Em mua delivery. Mua rồi. cái lúc mà nó chở đến nhà, nó chở cái cần đến nhà em thì hả? Em nó có coi chứng minh nhân dân của em không? Không, thường thì coi ở trên đó rồi. Tụi nó cũng, thật ra tụi nó cũng không có muốn coi nhiều đâu, tụi nó muốn đẩy sale. Nào sale nhiều thì nó có tiền, thì càng check ít thì người ta càng mua nhiều. Thì cái đó là mánh lới buôn bán thì mọi người mỗi kiểu, đúng không? Trong tiệm thì nó khác, tiệm nó là giấy tờ. Vậy bây giờ hỏi nha, hồi đó trước khi mà nó hợp pháp em mua bằng cách nào? Được, mấy giờ trả lời kiểu này cái bị bắt vậy? Không đâu. Chuyện nó qua rồi đúng không? Qua rồi. Giờ luật pháp đang quan bắt cái gì nữa cha. Nói gì sợ thôi, cái gì? Sợ chứ, đúng má, sợ chứ, giờ bị đâm đít cho má. mày hút cần thôi làm gì đâm đít. Đó vậy đúng không? Hút cần nó thương hút lắm. Có, hút có điếu cần mà bị đâm đít, tụt má hết tụt không? Không đâu. Mày hút cần thường lắm, nhiều chổng không đâm. Nhưng mà hồi đó là trước khi hợp pháp là mình mua cách nào mua. Xưa hợp pháp không hợp pháp thì có điều nhưng mà làm sao kiếm cái điều lời đó, cái kiếm được cái điều lời mới là cái vấn đề quan trọng đó. Làm sao cái, kiếm được điều lời thì dễ lắm. Thì anh thì hồi đó hồi trước khi hợp pháp thì cần ra thì phải hú con chê hoang, là chê hoang lúc nào nó cũng có, nhiều khi nó là điều lời thì đó, thì đúng rồi, nó điêu. Nhưng cái vấn đề làm sao anh kiếm thằng điêu lời anh phải hỏi câu hỏi là anh không biết thằng chê hoang nó điêu hay không, nhưng mà chê hoang thì lúc nào nó cũng thì có nghĩa là lúc nào cũng có là nó là thằng điêu lời đó, phải là điêu lời rồi. Anh Long ơi, nên gặp bắt mấy gọi hỏi chê hoang liền giờ đi. Vậy bây giờ tao hỏi mày nè, vậy lúc trước làm sao mày kiếm điêu lời? Thí dụ mày đến một nơi mới, mày đến nơi mới, đến một nơi mới rồi mày, ví dụ cái chợ nơi mày ở mày có điêu lời sẵn để mình kể cho bạn nghe thêm chuyện này. Chuyện này lần đó là mình đi San Francisco. Mình lên đó trước bạn mình hai ngày sau bạn mình mới tới, thì mình lên trước 2 ngày rồi. Thì mình lang thang, mình tới đêm hôm chắc thứ sáu á,
thì tính chủ nhật bạn nó tới, mình có nguyên ngày thứ bảy luôn, mình không biết làm gì hết. Cái mình mới quyết định là mình đi bộ một vòng San Francisco. Mình thấy mình đi Uber, mình đi ra cầu Golden Gate rồi. Rồi. Mình đi một vòng xong tới mình đi tới cái công viên của ở San Francisco, ngay giữa downtown San Francisco luôn, mình không nhớ được tên công viên đó. Cái mình cũng bí quá, mình cũng đang thèm cầm, lúc đó cần chưa legalize. Đúng rồi, chưa có. So, một trong những cái trong để trả lời câu hỏi của Phong, một những trường hợp đó là mình mới đi bộ đi công viên. Thì mình trẻ mình cũng liều lắm, mình thấy nguyên đám homeless. người dân cư, người dân cư, thế là người ta cũng bính đạn, mình ngồi mình bính đạn giao lưu để là được kêu cần free. Mày nghĩ sao mày vô mà giao lưu với người vô gia cư hay hay thì tại vì mình cũng là người vô văn hóa chơi chung với nhau nó hợp. Người ta có đồng quan điểm là hút cần, anh cũng biết vậy á. Mấy hút cần là giống như bạn thân với nhau rồi. Hút cần là welcome vô. Hút cần vô nó là cái văn hóa. Như những người hút cần người ta rất là thân thiện đúng không? Thân thiện. Những người hút cần người ta rất là thân thiện mà có ai mà còn được cho hút free nữa kìa, đâu tính tiền. Em có bao giờ thấy mà thằng nào mà hút cần vô đánh lộn không? Ít lắm thôi, uống rượu bia đánh lộn nhiều. Uống rượu bia với đánh lộn chứ hút cần quý vị à. Uống rượu bia thì đánh lộn nhiều chứ mà hút cần vô là rất là thân thiện. Không phải thân thiện, hút xong không phải hút xong lười quá. Lười quá man, you get so lazy, no one do nothing. Bây giờ mà có đánh lộn xảy ra nó lười quá rồi thôi mày quýnh đi. Không muốn quýnh luôn á anh em ơi, cũng cần vô chứ muốn ngồi chiều quýnh giùm tao đi. Mà cái cần sa nó thật ra em cũng không có phải là tìm hiểu nhiều, nhưng mà em cũng có đọc này nọ thì cái cần sa thật ra nó có mặt ở trên nước Mỹ này từ thời da đỏ, từ thời còn thổ dân. Mà đúng không, nó là một cái văn hóa của người Bắc Mỹ, người Nam Mỹ luôn. Tại vì cái giống cần này thật ra chỉ cần nó là quý thì dịch cho tiếng Việt Nam mình đại khái là cỏ dại, nghĩa là mọc tất cả mọi nơi. Ngày xưa thấy những cái câu chuyện mà hồi xưa lúc mình đọc là Lucky Luke ở Việt Nam nhớ không? Lucky Luke kia. Lucky Luke kia nó có mấy cảnh mà thầy Indian mấy ông da đỏ lên đồng á. Thì mấy anh nghĩ mấy anh lên đồng bằng cách nào? Thì cứ hút cần thôi. Hút cần xong người mình nó lân lân. You know, rồi lúc mà anh cho mọi người ngửi cần ai cũng lân lân. Thì nó là lên đồng thôi. Mới thấy thường đấy. Yeah, thấy lâm lạc. Thấy thần. Mà thấy thần thì nhiều khi ông phải hút cần đâu ba. Cái đó là ăn nấm rồi. Cái đó là ăn cái gì rồi. Ăn nấm. Đấy, hút cần nó là có văn hóa. Ăn nấm cũng vui. Ăn nấm thì nó trippy kiểu khác. Nhưng mà hút cần thì... Nhưng mà nấm nó mọc ở đâu cũng được chứ. Nghĩa là nó nói chung là mọi trong những thuốc kích thích là như là cần sa, giống như thuốc, là những thuốc nó chỉ là hai loại đi, anh nghĩ đơn giản như đi là một cái là organic là đồ tự nhiên. Đồ tự nhiên đúng rồi. Còn cái kia là đồ thuốc. Đồ hóa chất. Pharmacy đúng không? Là đồ pharmaceutical là đồ nó phải trộn nấu ra phải có công thức này nọ. Còn những cái có organic như hạn như là hai cái ví dụ cơ bản nhất là nấm với là cần sa. Là hai cái mà kali mình đều liên là tự nhiên. Là hai cái mà kali mình đều legal hết luôn rồi. Ồ, hợp pháp luôn. Còn bài nấm legal cha, nấm hết. Nấm ra cha. Nấm legal chưa? No bro. But I heard that there's a bill being passed. Yeah, củi nó. Nấm là legal cho medical. No way. Chứ đâu phải là tại nấm ảo giác nhiều quá nó làm sao mà nó hợp pháp được. Ăn vô cái thấy The Conjuring luôn á. Thấy The Conjuring luôn. Coi phim luôn. Thấy Conjuring luôn, không cần phải coi, thấy Conjuring luôn. Hình như mà nhìn như mà lúc mà tại sao những người rapper người ta thích hút cần? Có thể là khi mà mình anh khi mà khi mà anh mà hút cần thì anh giờ viết chứ không được. Anh viết nhạc rap không được. Actually em cũng đồng ý anh, lúc em có cái lỡ mà có phê cần thì làm bài làm toán cũng không được. Không làm toán thì đương nhiên không được rồi ba. Mày nói sao vậy? Tùy người ba. No, hai cái khác nhau. Lúc mà hút cần á nó tăng cái cảm giác của mày. Có nghĩa là mày làm cái gì đó mà về cảm giác á thì mày sáng tạo hơn nhiều, nhưng mà mày không thể nào làm cái việc suy nghĩ được. Mày không? Mấy việc như tính toán này nọ là cái việc mà phải tỉnh táo, phải suy nghĩ sao mày làm được. Nhưng mà ví dụ mày chơi nhạc rồi nọ rồi cảm giác. Tao biết có một người bạn buổi sáng đi làm phải hút cần 2 tiếng hút một lần.
nhưng mà vẫn làm việc về 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 tính toán. Ghê đó, tao đó, tao thường, tao chưa, tao chưa thấy ai kiểu đó. Thì mọi người, đa số mấy đứa không cần là để nó lấy cảm giác thôi, chứ nó không có suy nghĩ được. Tại anh thì anh có thử một lần là anh hút cần vô để anh viết nhạc rap. Dạ. Thì sau khi mà anh viết xong, cái câu này hay quá, ngồi viết xuống. Cái câu này cũng hay. Cái này sẽ hay lắm, cái này sẽ vui lắm. Nhưng mà khi mà sau khi phê lúc mà tỉnh dậy là sáng mai nhìn lại thì không biết mình biết cái gì. Không hiểu là mình biết cái gì, mình biết ba cái sàm ba lát. Sometimes. Trong khi lúc mà không cần như thì mình cảm thấy nó rất là vui, rất là hay. Em nghĩ trong âm nhạc hay là trong nghệ thuật những cái khoảnh khắc đó nó cũng khá là hiếm hoi. Yeah. Cái mà xuất thần mà không biết mình đang làm gì hết trơn á. Yeah. Thì nếu mà anh hơn đồ của anh thơm thì người ta hửi được. Còn nếu anh không hên lắm thì đồ anh hơi hôi thì người ta không hửi thôi. Thì anh làm bài khác, anh lộn bài khác. bài khác. Ôi vậy cái gì đó. Em Việt có thể kể cái lần đầu tiên mà Việt tiếp xúc với cần sa. Lần đầu tiên ở trên đại học. Đại học sao? Ở Việt Nam là ở bên này. Ở Việt Nam này. Chán. Ủa 18 tuổi hút cần sa hả? Không. 20 tuổi lần ba à, đó là đại học rồi. Rồi thì sao? Em ở chung nhà với thằng Hồng Kông với thằng Hàn Quốc. Ở mướn cái apartment á, cái căn hộ ngoài, thì cái đó là hôm đó là tối thứ sáu hay tối thứ bảy gì vậy. Lúc trước em học ở trên đại học, học kỹ sư rồi, căng thẳng lắm, rất là căng thẳng. Cuối tuần nó quý giá luôn, hiểu không? Cây mà đó mày học kỹ sư hả? Sorry nha, ngầu quá vậy. Mà lúc đó anh em học sinh nghèo nữa đâu, kỹ sư điện đâu. Mà anh em nghèo, học sinh nghèo đâu có tiền đâu đi chơi. Cuối tuần học sinh nghèo, sinh viên nghèo mà như dưới quê lên học đâu có tiền đâu đi chơi. Cuối tuần được thư giãn mà anh em không biết làm gì hết. Mà thằng quỷ Hồng Kông á thì nó là thằng có tiền nhất trong đám. Đây là lúc trước khi nó mua dọn ra ở tụi em á để tiết kiệm tiền á, thì nó có tiền nó ở trong ký túc xá của đại học. Ký túc xá đại học là toàn là con nhà giàu ở không à. Thì nó ở trong chổng được một năm phải không? Thì nó có chơi với cái thằng bạn người Ý. Cái thằng đó dạy nó hút cần. Cho nên là em đâu biết đâu, tối hôm đó em thằng Hàn Quốc anh em ngồi nhà chán quá, tự nhiên anh móc đâu ra thằng điếu, anh kêu ê dạ anh em mình ba thằng đang uống bia thôi, đang uống bia thôi, kêu ơi anh em mình nào thằng làm chơi một phát. Ê ok chưa ra thử ok thì lúc đó trong nhà mà an toàn thoải mái muốn bạn trong nhà rồi xong rồi sau đó có thằng bạn Mỹ nữa, mà nói chung là ở trên đại học ở bên Mỹ này mấy hàng sinh viên đại học nó chơi dữ lắm. Nhất là ở trên LA. Dưới đây như là UC Irvine rồi, em không biết chứ anh lên LA cái chuyện hút cần rất là bình thường luôn. Anh lên LA anh đi vòng vòng ngoài đường là anh nghe mùi cần hoài luôn. Em nói cho anh nghe mùi cần hoài luôn. Anh vô dạ. Trong mấy cái ký túc xá, em qua bển mấy cái ký túc xá, mấy cái gì Soroy đi với lại gì nhà văn hóa không phải không bên Nam gọi là gì, Nam gọi là thì nhà nói chung là qua bên những câu lạc bộ mấy cái frat là mấy cái frat đó, fraternity á, đi qua bển chơi là vừa bước vô phòng nó một cái là trên bàn bon đồ hát bon súp đồ đầy anh em để chơi. Nhưng mà cái lúc đó là việc là lần đầu tiên hút cần là ở tại một cái ký túc xá đại học đúng không? Mà cái lần đầu tiên hút mà cảm giác là sao? Cảm thấy thì... có sợ không? Không có sợ, chỉ có mắc cười thôi. Lần đầu tiên hút là... cực kỳ vui. Quá sung sướng luôn, mày soi cho tao mày quá sung sướng lần đầu tiên. Em nói anh nghe, không có cái gì vui bằng lần đầu tiên hút. Nhưng mà hút xong một thời gian đầu hút là rất là vui. Nhưng mà sau đó rồi càng ngày càng không tìm lại được cái niềm vui nữa, mà mình cứ hút hoài. Tại sao? Tại vì mình đi tìm kiếm cái niềm vui ngày đầu mình đã có là nhưng đập đá không... cái gì đó chỉ nhưng mà không bao giờ từ cái anh... chuyện đó đập đá mới có thôi. Không, nó là xem tin anh cứ tìm kiếm hoài nhưng mà không bao giờ nó trở lại. Có mà anh không nó không được như vậy. Anh lần đầu anh hút cũng như lần cuối anh hút, lần nào hút nó cũng vậy. Tại vì anh hút ít. Anh nói hút ngần nghèo đúng không? Anh hút ít. Còn anh hút á, lúc nó vui lắm, hút xong nữa lần đầu tiên hút, tự nhiên hút vô ngồi cười không hiểu chuyện gì. Vừa hút xong cái đang cầm tay đưa qua cho thằng kế bên trên đường đưa qua thôi, nhìn mặt nó là đã cười. Nhìn mặt nó là đã cười rồi, biết tại sao cười không? Nhìn mặt này, đang thèm chết mẹ, đang đợi mình đưa qua thèm lắm. Đó là nó cười rồi.
mà cười cắt 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 là đầu tiên á, việc nó cũng bình thường đúng không, cũng mà vui vẻ là còn Huyền sao bình thường chú công việc này thì quá may mắn. Còn Huyền sao, cái lần đầu tiên của Huyền sao, lần đầu tiên lúc cần đấy phải ở Mỹ đâu, ở Việt Nam lúc đó là bên Mỹ, bên Cali mình cũng chưa legalize, nó mới 2008 2009 gì à. Còn cần ở Việt Nam thì cũng mình hồi xưa mình cũng phải dân chơi gì đó, mình mới người còn hơi trẻ. Nhưng mà anh nó đi chơi, anh đi chơi ở Bùi Viện á, Phố Tây á, thì ở đó thằng Tây đem cần về cũng nhiều lắm, hút nó cái thằng anh ra nó chơi, nó chơi, nó ngồi nó chơi cái đêm 1-2 giờ sáng. Nó có mấy tuổi? 17-16 tuổi. 17-16 tuổi, rồi. Còn ngọt học cấp 3 mà. Rồi. Cái anh nó hỏi, nó gọi điện về kêu hút cần không, đem đi cho điếu. Cái mình kêu ok, đem gì đi. Mình như hút thuốc thôi, có thét đeo gì đâu phải không? Xong nó đem về cho điếu, điếu cần bự, điếu cần bự bằng cần cái pin kỳ vậy nè. Rồi. Lần đầu tiên hút nữa, điếu cần gì cũng thuộc dạng bự rồi. Cái mình ngồi trước nhà mình hút, mình kéo hết nửa điếu luôn, mình kêu má hút cần kỳ hút cái đéo biết cần gì hết trơn vậy, má đéo phê gì hết trơn. Xong cái chị Nguyễn Long Phúc trình a moment later A moment later. Đi lên lầu xong mình đang đi mình thấy hình như là mình đi không vững. Không đi không vững. Xong cái lên giường nằm, cái lên giường mình nằm, má khát nước quá mà ngồi dậy không được. Đợi tới vậy luôn hả? Ngồi dậy phải phê vậy luôn hả trời? Chứ anh nghĩ đi, lần đầu tiên anh hút thuốc lá, anh nhớ cảm giác lần đầu tiên hút thuốc lá không? Đứng đéo nổi đúng không? Lần đầu tiên hút thuốc lào đi rít hơi đầu tiên vô là ngồi không vững luôn. Thôi thuốc lào này nặng lắm. Thuốc lào nặng lắm rồi. Nặng lắm. Thì bây giờ cái gì lần đầu tiên nó cũng vậy hết trơn, thì mình nghĩ coi lần đầu tiên hút điếu cần hút hết nửa điếu cần. Mà lần đầu tiên mình không biết hút thuốc nữa. Nó khi mà nó kick in vô, nó vô rất là nhiều, mình không có kiểm soát được cơ thể của mình. Nhấc tay lên không nổi, mắt mở lên không được, ngồi dậy cũng không được, đứng lên đi cũng được đôi chắc chắn rồi, muốn uống miếng nước còn lấy không được. Cái miệng mới lẩm bẩm, trong miệng nói là mình sẽ kêu anh mình lấy nước giùm mình. Nhưng mà miệng nói cũng đéo được. Rồi vậy chứ. Đó nó gọi là bị đó, exactly nó gọi stone. Là stone. Bị stone. Stone là hóa đá. Stone là bị hóa đá đúng không? Mình cũng hóa đá, mình như một pho tượng. Bị Medusa nhìn hả? Nhưng mà mắt lại đôi sao cái lần đầu tiên hút cần của mình. Cái đó là phê luôn, cái hút hút xong mà em phê bao lâu? Để em đi ngủ luôn á. Em phê cũng phải, em phê mất. Mà em rất là muốn ngủ. Vậy em biết ngủ sẽ qua cơn phê. Lúc đó anh em nói là ngủ sẽ qua cơn phê. Nhưng mà đặc biệt như nè, khi mà anh stone, đến mức độ vậy luôn á, anh ngủ không được. Lại khi mà anh nhắm mắt lại, người anh nằm trên giường á thì rất là peaceful đấy, quạt chạy nhẹ nhàng, đang đêm nữa, 1-2 giờ sáng đâu có xe chạy đâu. Nhưng mà anh cảm thấy là cái chữ đúng trong tiếng Anh là chữ loathing á. Loathing là when you elevate trên một cái mặt phẳng mà cảm thấy là đang lơ lửng, nó đang vậy mà nó không bay cao lên. Nó cứ vậy thôi nè. Mình nằm ở trên giường mà giống như mình đang bơ nằm trên giường, mình tưởng tượng như là mình đang nằm trên không khí, giống như cái giường vậy đó, như khói bay trên bàn vậy. Giống như trên bàn vậy đó. Cái nằm này nè, cái thấy mình đang bay nè. Mà không có làm được gì hết trơn á. So that's the first time, vui lắm. Nhớ hoài luôn. Từ lần đó xong mình cũng quyết định từ đây về sau xuống cần nhiều hơn. Tưởng xong rồi mày sợ rồi chứ. Rồi Facebook cũng đừng nói sợ cái mình thôi. Thì anh nhớ cái anh thì hút thuốc cần trước khi hút thuốc. Tại vì thì hồi đó là anh nhớ là có một thằng thằng em của thằng bạn nó ở đây hay Việt Nam ở bên đây lúc mà anh 16 tuổi. Mười sáu tuổi bên Oregon á, thì anh cái thằng cái nó rủ thì trong xe thì cũng mấy thằng kia cũng hút mình cũng muốn thử coi ra sao. Mình cũng sợ lúc đó ba má anh khó lắm, người là không cho chơi mấy người giang hồ bậy bạ, không cho hút cần sa ma túy gì đó. Nhưng mà thấy thằng nó hút nó cũng bình thường. Nó mấy thằng này nói ôi vui lắm, trời cái này vui lắm, cái này rất là phê, nó làm nhẹ nhàng, nó không có gì đâu, không có hại, không có độc hại, không có gì hết. Nó nói trời, chẳng lẽ ba má mà nó xạo. Tại vì cái ba má nó xạo. Ba má nói là hút cần sa là sẽ bị ghiền, sẽ bị chết, sẽ bị bán đồ bán cửa, bán đồ bán đạt đi. Đúng không? Tại ba má là nói là ba má hút lộn đồ. Thì ba má nói vậy đó, cần sa với ma túy đi chung nhà, mình nên mình mà hút cần sa là mình sẽ bị nghiện, bị ghiền, không bao giờ mà ra khỏi, là sẽ đi homeless, đi vô gia cư, đi nằm ngoài đường. Đấy là vậy, bởi vì cũng sợ lắm. Nhưng mà mấy thằng kia nó nói, sao nói, ủa sao ngon vậy? Sao mấy thằng diễn tả ngon vậy? Sao mình hút thử?
Đó, mình ở hôm đó mình nhớ là trước khi đi học. Trước khi đi học là mình buổi sáng sớm mà 7 giờ sáng hút một điếu. Hút 7 giờ sáng luôn. Ừ thì 7 giờ sáng tại trước khi đi học không, lúc đó 12 giờ trưa đúng rồi, 12 giờ trưa tại lúc đó ăn trưa xong rồi về nhà lấy đồ bên Mỹ. Đó, bên nhà kia ở trường thì cái nhà nên đi bộ về nhà xong thằng kia rủ hút xong rồi bắt đầu đi vô trường. Damn, the fun begin. Đi vô trường lúc đó hả? Mới đầu khoảng chừng anh là khoảng chừng nửa tiếng, một tiếng sau mới có cảm giác. Hút xong, tại hút xong mấy thằng nó dụ hút anh Phong hút vô phải ho. Xong rồi ho quá trời, hút ráng nữa. Hút phải ém vô. Cái đó mới chết á, tại vì hút cần sa mà mình ém như vừa thôi, mình ém nhẹ nhàng thôi. Mình ém nhẹ nhàng thôi chứ mình ém quá thì cái chất nó sẽ vô trong người nhiều quá. Nó sẽ giữ trong người nhiều quá nó làm cho mình nó phê quá cực độ. Thí dụ mà ém nhẹ nhẹ hút thuốc lá, mình ém nhẹ nhẹ xong mình thả ra, ém nhẹ thả ra. Chứ còn hút cần mà mình ém thì thằng nó mang đứt rồi, không nó không có tiền nên nó muốn tiết kiệm, hút ít mà hay nhiều, hút ít mà phê nhiều. Đó nên nó kêu mình ém mình không biết đâu, nó dạy cho mình làm hút ém phê. Lúc mà vô trường là ngồi đó cứ hả suy nghĩ chết mẹ, mấy chừng nào mới hết giờ, mấy chừng nào mới hết giờ, sao có lớp nữa lâu quá mà nó không biết là có ai biết mình hút cần hay không. Mình rất là sợ, đúng rồi, mình rất là sợ, nhưng chết rồi một lát làm sao mà về nhà, lỡ về nhà đi ra nửa đường, đi ra giữa đường mà hả, đứng giữa đường xe đụng sao, tại vì hút, cứ quên hoài, cứ đang, mình ngồi đang viết bài mà xong rồi mình quên, mình đang làm gì, cái câu hỏi đó mà lúc nào cũng lặp đi lặp lại, xong chết rồi mới sợ là lỡ mà đi bộ về cái xong đứng giữa đường cái xong ủa mình đang làm cái gì, xong đụng cái đùng mình rất là sợ. Về đến nhà một ngày rất là hạnh phúc, hồ và sung sướng quá. Về đến nhà sung sướng, lúc đó về đến nhà là ba giờ chiều. Ồ, về được tới nhà là hay rồi đấy. Lúc đó không ngờ là mình về đến nhà mình... lúc đó anh đi nhưng mà lúc mà anh đi về trên đường về anh có bị phê không? Hả? Anh có thà, chứ, còn có chứ, hơi là có thằng được về hả hay là không có thằng đứng kế bên nó dắt về. Ôi, dắt về là anh đi bộ về hả? Dạ, cũng có người về. Chạy là cũng có người dắt về, mấy cái đó là một quyết định rất là sáng suốt. Đúng rồi, nó dắt về sau đó rồi nó vô đến nhà nằm luôn, không dám đi đâu hết, nằm trên giường, ba má hỏi sao gì nó không bệnh. Con bệnh còn biết nói con bệnh là hay rồi đó, con cảm giác người không khỏe thì ráng cứ nằm trên giường thôi chứ lỡ đi vào mà lộ chết. Ủa nhưng mà không, nhưng mà vấn đề là ba má nhìn mặt không biết hả, tại vì không. cái lúc hai cái mắt anh sụp xuống rồi nè, mắt nổi chét rồi, ba má chưa có mặt phê lắm không biết. Vậy hả, khi nào ba má không tầm năm mới biết á, tại vì mặt phới má mà lần mắt sụp xuống. Lần đầu tiên qua Mỹ mới qua được khoảng vài tuần thôi thì có người rủ hút cần nè. Mình cũng bữa đó đi học ở trường Santa Ana nè, ngay kế bên nhà mình nè. Cái đi hút cần cái qua nhà người ta hút cần. Hút xong cái cũng phê mà ngồi chiếu mà không thấy nổi nào. Thì có anh em có bao giờ bị mình trị vậy? Ừ, nhớ lắm. Thì cái đó là lần đầu tiên cái mình trị nó hít mình. Khi cái mình trị nó hít là mình muốn ăn đúng không? Cái gì mình cũng muốn ăn hết. Thật là dữ luôn. Bạn mới order về hai cái pizza lớn của Pizza Hut á. Thì cái pizza nó là cho 8 cho 4 người ăn mà, cái pizza lớn đúng không? 4 người ăn mà ăn con tư. Đúng rồi. Một mình em ăn hết cái rưỡi. Là ăn hết phần của. Nhưng mà cái vấn đề lúc đó mày không nhớ là mày ăn nên mày cứ ăn. Cứ ăn thôi. Mình cứ ăn thôi. Nó ngon quá. Đúng rồi. Nó tăng lên. Nhưng mà cái vấn đề là mày ăn rồi á, cái một hồi nó bị đây, tiêu đây. Mà cái khi mà nó bắt đầu nó tiêu rồi á thì cái cảm giác mà no nó cũng bị amplify luôn. Không biết mày có bị không? Tao chưa kịp tiêu mày à. Có nghĩa là nó no quá, mày muốn ói ngược ra lại luôn á. Thì mày cảm giác cái đó rất là nhiều. Cái đó là chỗ câu chuyện tao đang đi tới đó. Đúng rồi. Thì chính đó, một người làm sao mà ăn được phần ăn của 6 người được, đúng không? Không có cơ thể nào mà chịu được nổi. Đúng. Đó thì cái mình phê quá mình chịu không nổi rồi, cái mình kêu thôi, let's go home. Chở tôi về giùm cái. Má vừa mới về đến nhà cái feel sick. Tại vì mình mới qua mình còn bị no rồi. Nhất là mình còn bị phế. Thứ hai là còn bị say xe nữa. Mình còn chưa quen xe hơi nữa. Cái mình về đến nhà, việc đầu tiên mình làm là vô toilet. Gặp hét tên em. Kêu tên Huệ không? Huệ ơi. Má Huệ. Má Huệ ơi. Kêu Huệ cho đã vô xong mình lên giường nằm.
trên giường nằm thì má mình cũng lo lắng lắm. Má mình cũng vô hỏi con sao vậy, khi mình cũng nói y chang Phong gì nè, con bệnh. Hay cái chữ đó nhẹ nhàng, bệnh thế là má bỏ qua. Bệnh phải cái bệnh, phải cái bệnh, phải cái bệnh, ok bệnh. Ok bố con em mà bệnh là phải nhìn mặt kỹ từ đâu mày bệnh sao, sao bệnh đỏ gì con coi. Ủa mày bệnh gì mắt đỏ dữ vậy con? Nếu các bạn mà chưa bị hút cần á thì khi một người hút cần á, cái mình làm sao mình biết mình nhìn được người ta là cái người đó đang hút cần, mình có thể nhìn ra được không? Được chứ hả? Cái triệu chứng, cái thưa quý vị, sau đây là những cái triệu chứng của khi mà hút cần sẽ nó sẽ con người người ta sẽ ra sao? Cái này là cái mà cái này là cái nhiều nhất. Cứ cầm điếu cần. Thằng cái bên để ngồi nhìn. Thằng này cũng cứ cầm, cầm 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, thằng cái bên vẫn cứ ngồi nhìn, thằng này vẫn cứ cầm. Thằng này cầm tại vì nó muốn truyền cho thằng kia, mà nó truyền nếu được thì nó đang bị stone, nó đang nghĩ chuyện khác. Thằng kia ngồi nhìn thằng này tại vì nó muốn lấy điếu cần nhưng mà lấy đéo được, tại vì cũng đang bị stone, nó không đợi anh này. Nó đợi mà không biết mình lấy điếu cần chưa. Thằng kia thì có biết mình đi truyền điếu cần chưa. Đúng không? Chuyện đó có xảy ra đúng không? Đúng rồi, đợi đúng nhau rồi, đúng không? Giống như có cái câu chuyện á, là giống như là có một thằng nó lái xe mà giống như là nó lái không có bình thường, hiểu không? Ừ. Cái con cảnh sát đi theo nó, cảnh sát thấy này lái xe không bình thường, cảnh sát nghi rồi, này có vấn đề không biết vấn đề gì thì cứ theo, nhưng mà câu hỏi là làm sao mà cảnh sát biết thằng này đang phê cần hay là xỉn rượu? Đúng rồi. Ừ. Thì rất là đơn giản, thằng cảnh sát nó theo thằng này cho đến ngay cái stop sign, hiểu không? Cái chữ stop thì á rất là đơn giản, thì tới ngay cái stop sign, nếu mà thằng đó nó xỉn rượu thì chắc chắn nó sẽ try to run the stop sign. Đúng không? Không, thằng xỉn là chắc chắn sẽ run cái stop sign. Đúng rồi. Còn cái thằng mà phê cần nó sẽ đợi cái stop sign chỉ màu xanh. Anh hiểu không? They're gonna wait for the stop sign to turn green. If the guy stop at the stop sign forever, just wait for it to turn green. This is the one. This is the one right here. Đúng không? Thiệt, ở ngoài luôn. Thế có mà thật sự là có bị vậy luôn. Kỳ tao đi với bạn. Thằng bạn đến stop sign dừng hoài luôn mày. Dừng hoài luôn. Mày cũng đâu nhắc đâu đúng không? Ừ. Tại mày cũng phải cần mà đúng. cái vấn đề thật sự đúng. mà cái vấn đề thật sự là mày xỉn á, mày lái xe rất là nhanh. Mày lúc nào cũng cố gắng mày đua á, nó kích thích mày lái xe nhanh rất là nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn đúng không? Ừ. Còn lúc cần anh đạp cái ga mà không lên. Anh đạp không lên, cái zone đó người ta bắt anh lái 40, lái 60 lên freeway lái 60. Anh lái có ba mấy 40 mà anh không biết, anh chạy chậm ghê á. Anh Phong nhớ như anh đạp không nổi luôn. Lúc mà anh ngồi anh đợi cái đồng hồ không? That's the same feeling. Cùng một cảm giác đấy. Thằng ngồi đợi đồng hồ mà thấy cái đồng hồ sao mà nó chạy lâu quá. Thì cái thằng ngồi lái trên đường á, để mà đi tới được cái đèn đỏ cũng cảm thấy là ngồi lâu quá. Từ đây tới cái đèn đỏ sao nó lâu. Mà nó đâu có biết là nó nghĩ chậm đâu. Đúng rồi đó, chính xác là vậy, đúng rồi. Đúng rồi, lúc đó sao nói, ủa sao đi đâu cũng lâu quá, lâu chứ hoài không tới. Rồi hoài không tới thì ra mày đi chậm. Mày đi chậm đi. Có người nói push nhập Sài Gòn nha anh em. Push là gì? Push là cần á, cũng là một loại cần. Cũng là loại cần đấy hả? Là legal ở Việt Nam hả? Legal gì mà legal, Việt Nam không có gì legal hết trơn á. Việt Nam không có gì mà hợp pháp á. Đang có thuốc lá, thuốc lào là hợp pháp. Việt Nam không có. Mà tại sao cần, em có biết tại sao cần xa lại bất hợp pháp bên Mỹ không? Tại lái xe không good. Nó cần xa bất hợp pháp bên Mỹ đó là nó theo nghe những gì em đọc thì nó liên quan đến chính trị nhiều hơn là về cái tác hại của sức khỏe. Nó không phải tác hại sức khỏe mà lúc trước người ta nói là cái gateway drug. Nó người ta nói có nghĩa là giống như là chính trị propaganda, nó là propaganda tiếng Việt Nam là gì? Mày chào phúng hả? Phong chuyện cái phong cái chào đúng không? Chào phúng gọi là gì qua rồi. Mấy cái mà tuyên truyền. Nhưng mà cái vấn đề theo anh biết là khi mà cần sa phạm pháp, tại vì nhiều người da màu hút cần sa quá. Đúng rồi. Cái da màu hút cần sa quá, mà nó thứ hai là giống như là có một lý do để bắt mấy người da màu vô tù. Đúng rồi, anh nói cái đó thì em không biết. Cái đó nó có liên quan rất là nhiều tới năm nhạc. Đến năm nhạc chính trị,
chính trị, âm nhạc trước xong tới chính trị. Thật ra mình nói người làm nghệ thuật á, mà người có tiếng nói á, thì chính trị gia ta rất là sợ, tại vì cái đó là tiếng nói của nhân dân. Rãi là cái người có thể cất tiếng nói cho cộng đồng, ảnh hưởng tới nhiều người, người có sức thể có sức ảnh hưởng. Yeah. Thì những cái năm 20, 30, 40 lúc đó là thời nhạc cha đang thịnh hành. Nhạc cha rất là thịnh hành, thì người của nhạc cha hay nhất và giỏi nhất và đến bây giờ vẫn là người Dây Đen. Dây Đen nó vẫn là cha đẻ của nhạc cha, nhạc blues. Yeah, thì cái cầm nó lại lưu hành trong giới Dây Đen, với người da màu lâu, nó là nằm ăn sâu trong máu người Mễ rồi. Cần cần với lại Mễ, chứ marijuana tiếng bản địa mà. Thì khoảng cỡ năm 30 á, thì em nhớ là lần đầu tiên Cần Sa được nhắc đến những cái bài hát jazz. Nó gọi là Reefer. Reefer. Thì chữ Reefer đó thì dần dần rồi nó biến đổi cái văn hóa và nghệ thuật. Thì đến khoảng 60-70 là lúc đó không cho hippie đang nổi lên. Thì Cần Sa là cái đỉnh điểm giúp cho mọi thứ nó ôn hòa lại. Rồi thì khi mà những cái người có tiếng nói như là nghệ sĩ vậy mà họ hút Cần vậy, họ tuyên truyền vậy, tất cả mọi người đều nghe thấy hút Cần vô nó chill. Nên nó chill, nói gì cũng đúng. Nghe nó cũng hợp lý, không cần chiến tranh. Không có chiến tranh thì không có bom đạn để có tiền. Đúng rồi. Không có bom đạn. Mỹ là kinh doanh lớn nhất là kinh doanh vũ khí. Vũ khí. Exactly. Vũ khí mà không có chiến tranh thì không ai kinh doanh, không có vũ khí, không có mua bán vũ khí được. Thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi, đúng không? Nó là một phần nhỏ, nhưng mà cái vấn đề là dùng cái tầng sai như không nói để kiểm soát được người da màu, để mà đưa cho họ dần một cái thế yếu mà minority. Đúng không? Yeah. Những người thiểu số. Để mà người da trắng, mình không phải phân biệt chủng tộc, nhưng mà cái đó lịch sử nó vậy. Thì người da trắng không muốn kiểm soát được những người khác, họ dùng cái đó để dùng cái cớ để bắt bớ. Đến ngay lúc này luôn rồi thì em nghĩ là những cái chuyện đó nó đã rất là được sáng tỏ rất là nhiều rồi. Bây giờ thôi bỏ qua chính trị đi. Bây giờ anh hỏi Huy nè. Thì tất cả giờ phụ huynh gia đình đều nói là hút cần là không tốt, hút cần là không có nói chung là không tốt, không có tương lai thì này nọ. Thì Huy đã mới học xong cái bằng 4 năm về kỹ sư cầu cống. Kỹ sư cầu cống, đúng rồi đó, chính xác. Kỹ sư cầu cống. Kỹ sư hút hoàn cầu. Dạ. Yeah. Mới học xong rồi. Học xong đúng rồi, được cái bằng license hút hoàn cầu rồi đó ba. Được hút hoàn cầu, được cái bằng, được chính phủ cấp cho cái bằng hút hoàn cầu. Hút hoàn cầu hay là xây dựng? Hút hoàn cầu hay là xây dựng. Which one? Cũng liên quan với nhau. Civil engineer là kỹ sư cầu. Thì trong khi mà đi học á, Huy có hút cần trong đó không? Còn cái phạm trù này thì đã đi hơi xa rồi. Hình không trả lời được câu hỏi này. Tại sao vậy? À hả? Không, nghĩa là khi mà đứng lúc đó tại Huy cũng có mà, nhưng mà trong cái đó có ảnh hưởng về cái chuyện học của Huy hay không? Ảnh hưởng chuyện học thì có đó. Nếu như mà các bạn chưa thì các bạn không nên. Đúng, chính xác. Đúng, nhưng mà nếu các bạn muốn bay á thì các bạn cứ làm gì các bạn muốn. Chính xác. Đây nãy tao nói rồi, mày làm mấy chuyện nghiêm túc, mày học hành suy nghĩ sao mày hút được. Cũng mà tùy. Mày kêu mày có 1 bản hút. Cũng tùy vô cái được cái đó là để relax. Lúc mày chơi. Lúc mày chơi thì mày hút là hết mình. Giống như mày uống bia vậy. Mày có gì uống bia giải toán được. Mày uống bia mày tính toán được. Được chứ. Mày bàn công chuyện làm ăn, lúc mà cần tính toán không bao giờ mày để mày xỉn, mày sẽ làm sai. Cũng đúng. Yeah, yeah. Nghĩa là people try to get you drunk. Thì nói chung là you make wrong decision. Thì nói chung là khi mà hút cần là giống như uống bia, uống rượu để những khi mình xả stress, đúng không? Những khi mình học hành hả, quá nhiều đầu óc mình hả, quá là nặng chịu nên khi mà không có học thì trong cái giờ rảnh thì mình hút để cho mình hả, bớt thoải mái hơn, thoải mái hơn. Nên vì thế tôi dùng cỏ khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ. Đúng không? Bây giờ em nghĩ cái nhưng mà mình không để hai cái việc đó lẫn với nhau được. Đúng rồi. Là làm chơi sai chuyện học hành á, hai đó nó không đi liên quan với nhau, tại vì cái vấn đề chính là cái những cái người mà promote Cần Sa hiện giờ nó vẫn lên mainstream Việt Nam đây đó chứ. Đúng không? Mainstream Việt Nam mình giờ lên những người nổi tiếng, bây giờ hàng những cái show rap vừa rồi rồi chiếu trên truyền hình, thì mấy cái đó là cũng chính là những người có tiếng nói rồi đó. Và chính họ là những người promote cái phong trào lớn hút cần. Vì người Việt Nam hút cần nhiều quá. Anh em là cũng alo đang làm gì, chẳng hạn chiều chạy ra chill. Chiều chạy ra chill lắm mấy. Thì không biết Việt Nam sao chứ mà Việt Nam We chill on the hill hả?
Ở Việt Nam thì nói chung là cần sa là phạm pháp. Cần sa là phạm pháp. Nhưng mà hả, như trên TV là diễn toàn, nhờ cái show Việt Rap là anh toàn thấy những thằng đó, thằng nào cũng hút cần hết. Cho anh biết hút. Thằng nào mà không có không? Nhiều khi thằng nào không cần đứa cho lên luôn bà. Thằng nào không hút cần. Cái show Việt Rap, Rap Việt là thằng nào không hút cần là không cho lên đó. Không cho lên đó. Trước khi mà vô lòng sơ khảo nó hút chứ một vòng rồi thì phải vô là phải chào tổ một cái được dám tham gia hội đúng không, chào tổ một cái cúng điếu mới được, phải cúng điếu chào cụ Snoop đúng rồi, phải cúng điếu một điếu cho anh em thì mới được vô hội đúng không, phải một điếu cho anh em. Em thấy chuyện nó cũng thoải mái nhiều, nhưng mà nếu mà làm việc cho nhà nước thì that's a no no. Đúng rồi, chắc chắn 100%. Thế là thì nói chung là mà cái hại của cần sa là gì? Mau quên hả? Chỉ nhớ ngắn hạn, short term memory, anh chỉ nhớ cái thứ hai nữa là tùy người nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái da của anh, ảnh hưởng tới da. Tại vì em biết người khác sao, nhưng mà em để ý em với một số bạn, mấy bạn em hút nhiều nó không nhận ra thì sao, mà mình nhìn mình thấy. Tại vì đó là lý do tại sao, một phần tại sao em hút nữa. Tại vì á, lúc mà hút á, nó làm con người mình không có sáng sủa. Nếu như em nói anh hút vô, nó phải có chỗ đào thải ra. Được. Mở qua đường tiểu hay đi cậu ra. Được. Ba là tuyến mồ hôi. Được. Thì khi mình hút á, lúc nào cái người mà nó cũng thấy bị ngứa đó. Có nghĩa là nó đang thải cái dầu đó ra, anh hiểu không, qua tuyến mồ hôi. Nó làm cho mình bị ngứa, rồi xong rồi mặt bị nổi mụn nhiều nữa. Vậy đó hả? Yes, mặt bị nổi mụn nhiều lắm. Và bị ngứa không, cái ngộ đời nữa vậy nè. Cái ngộ đời vậy nè. Anh nghĩ thằng hút cần á, nó ngồi nó cắt cần, nó không bị gì ứng đúng không, nhưng mà em biết mấy người ngồi cắt cận không, vô mấy chỗ cắt cận ở đây á, mấy cái chỗ mà em nhiều nhà máy nó làm lớn ở đây á, là mấy người vô ngồi cắt, chỉ ngồi cắt thôi, vô tổng là toán nó cân không bông xung quanh anh. Cái phấn á, cái phấn là cái làm hai á, người mà không hút á anh không bị gì ứng, mà cái người hút vô cái là bị gì ứng, vô cái là mặt đỏ hết, nóng rồi, bị ngứa toàn thân luôn. Thì nói chung là nó không tốt với mấy cái đó. Thì có anh này nói con này cũng hay lắm nè. Nói gì à, có anh này tên Thái anh nói hút cần sao phê mà hút xì kè hả cô. Hút cần mà sao phê mà hút xì kè. Cắn kẹo hít kè. Đúng rồi đó anh Thái, không có gì phê hút xì kè đâu anh Thái. Thì theo Phong Lê nghĩ là cái hại nhất của cần sa là gì? Là làm cho mình lười biếng. Hả? Là cho mình lười biếng, thí dụ như là mình cần mà làm chuyện gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà mình hút vô thì chính mình xác. Không muốn làm nữa. Đúng, anh Phong nói thêm cái này là chính xác nữa nè, anh Phong nói đúng nè. Cái này là hai chiều. Hai chiều luôn. Hai chiều. Không, hút vô sẽ... Đúng, thằng này nói cũng đúng luôn. Thằng này nói cũng đúng. Có nghĩa là sao ta? Nếu em không biết anh với thằng Quy thì sao? Nhưng mà lúc mà em hút á, nó cũng tùy cái loại cần nữa. Có những loại cần là làm anh lười hoàn toàn, anh không muốn làm gì hết. Nhưng có những loại cần á, nó sẽ làm cho là mình lười nhưng mà mình không muốn làm những cái việc suy nghĩ. Việc gì suy nghĩ là không muốn làm. Nhưng mà cái việc gì mà cảm bằng cảm xúc á thì lại siêng lắm. Mấy giống như nhiều khi hút cần xong khoái rửa chén, lau nhà, massage. Cái đó không có suy nghĩ. Massage chỉ là đúng, massage hết vậy. Đó mà làm cực kỳ có tâm. Làm cực kỳ có tâm, tập trung 100% hoàn toàn vô, rửa chén sạch bốn. Chà, mình chỉ phiêu bằng tay thôi đúng không? Cảm giác khoái, chơi nhạc, đổ vô như vậy. Nhưng mà mấy chuyện suy nghĩ là anh sẽ lười. Anh thì khi mà anh có thể là... Anh mà khi mà anh hút gần là anh phải để một ngày để chống. Cũng đúng, đồng ý. Đúng, thì đúng rồi. Để một ngày để chống, chứ giờ thứ hai là không có phiền não. Không có ai kêu mình làm gì hết. Đúng. Nhưng mà bây giờ có vợ rồi, ngày nào cũng vợ cũng kêu ra rửa chén, rồi lo cho con bú, rồi cho chó bú, rồi nên nói chung là từ thời anh Phong làm thiếu một bước rồi. Má anh Phong hút cần mà vợ bắt vậy làm sao Phong hút được. Phong phải bắt vợ hút cần. Nhưng mà vợ sư phụ không làm những chuyện đó. Nhưng mà tại vì em thấy để ý tính của anh làm việc anh cũng thích suy nghĩ nhiều. Đúng rồi. Anh mặc dù là ông Phong cũng làm nghệ thuật nhưng mà ổng lại thiên về cái suy nghĩ hơn là cái cảm xúc. Giống như có vẻ như lúc mà anh viết rap hay gì em cũng thấy là anh suy nghĩ rất là nhiều. Đúng rồi. Viết kịch này nọ anh suy nghĩ nhiều hơn là anh hạ cảm xúc. Đúng rồi. Còn những người làm cảm xúc thì giống như Quy nói là nhiều khi anh cần những giây phút xuất thần. Mà những giây phút xuất thần đó ra là tuyệt vời lắm.
không có cần suy nghĩ nhiều. Giống đánh đàn này nọ đúng không, đánh đàn. Nhưng mà anh giống như anh nói anh rap, anh viết rap mà anh lại không, anh không có hút cần được là do là anh suy nghĩ. Anh không thể nào suy nghĩ nếu bởi vì anh nói là cái ngày đó anh phải để trống là vậy. Tại vì ai mà kêu làm gì là khi làm việc đó anh suy nghĩ, anh lại không muốn suy nghĩ. Đúng rồi, không, nó không có anh suy nghĩ được, anh chỉ làm giống như anh cảm thôi, anh ra kêu tật tàn làm review cảm xúc thôi. Dạ, không suy nghĩ được. Vậy là hút cần là dành cho những người nào mà hả chơi feel cập chậm và cập thì nó sẽ amplify giống như đánh đàn hay là làm nghĩ hút cần đánh đàn không thì cũng đủ đâu. Thường mấy người đánh đàn mà nổi tiếng, mấy tay nghệ sĩ với ta thì nó chơi nhiều hơn hút cần đấy. Đúng, nó tập nữa, nó chơi nhiều hơn là hút cần. Hút cần nó chỉ đem lại nó cảm giác nhất có thời, cảm giác nhất thời thôi. Rồi đúng rồi, mà muốn đẩy ra được những cái thứ mà nó bay bổng như vậy thì chắc là phải nhiều hơn là cần xa. Ủa anh dục bù đoàn là gì vậy? Gì bộ? Có người nói là đầu óc thầy Phong toàn nhục bồ đoàn trong đầu thôi, nghĩ gì khác được nữa. Nhục bồ đoàn là như cái phim mà toàn là sét không á. Cái phim mà toàn là nó tưởng là Kim Bình Mai gì mà. Không, nhục bồ đoàn là gì đó. Bồ đoàn là cái gì? Bạn ơi, nhục bồ đoàn là sex and gen rồi. Nhục bồ đoàn là gì bạn? Sex and gen á, phim sex and gen á. Sex and gen là nhục bồ đoàn ở phim Tàu á. Phim Tàu á, nhục ồ không. Mấy bạn thử coi nó đúng không vậy? Sex and Gen là bộ đoàn đúng không? Phim đúng đó mình đó. Chưa coi nên mình chưa biết. Em coi rồi á. Wow. Nhưng mà em coi cái tàu á, nhưng không phải là it's softcore. Chứ không có phải là vậy. Làm vui mất cái phần 1 rồi, chứ có phần 3 đó là hardcore. Bây giờ hello, chào các bạn một lần nữa đã đến cái gì sex cổ trang. Nhưng bộ đoàn là sex cổ trang. Thế cô vàng. Ê trời ơi, vừa nói đúng rồi, chưa sạch sẽ gì nãy tôi nói rồi. Nhưng mà nó kêu phim hay gì đó là nó không nhập bộ đoàn nào sạch sẽ cổ trang. Thế ý là nó cũng là cái kiểu đó. Cái kiểu đó. Ông các bạn ơi, bạn đừng Phong bây giờ Phong Lê đã không có coi mấy cái thứ đó nữa rồi các bạn. Bây giờ những cái phim giống như vậy mà giống như là khi mà nó cởi đồ là Phong Lê phải nhấn nhanh qua để chứ chảo qua lẹ. Chảo qua lẹ để không để qua những khúc đó, Phong Lê không có coi những khúc đó. Tại sao? Lý do tại sao hay vậy hết rồi. Mình đi nhà thôi. Nhưng mà lúc mà không có mình đi nhà. Slow motion. Phong Lê bỏ cái phim xích nhưng mà Phong Lê chưa bỏ được cái thói nó xạo. Tại vì hả, tuy rằng không có Minh Điền ở nhà, Phong Lê cũng nhấn hoài khúc đó. Tại sao? Tại vì hả, chị Minh Điền hả có thể đọc được hả những gì Phong Lê suy nghĩ. Vợ Phong Lê có thể hả hiểu biết chuyện tương lai, chuyện quá khứ. Và chuyện hả, nói chung là chuyện chưa xảy ra, chuyện như vậy anh suy nghĩ kỹ chưa? Không hiểu làm sao có các bạn mà có bạn gái, có vợ nhưng mà nếu mà có bạn gái mà thông minh là người ta sẽ biết hết về tương lai quá khứ. Bạn gái hay lắm, phụ nữ hay lắm. Ai fan nào điều... cũng thông minh, ai cũng nói xạo. Nó điều tra. Nó điều tra rồi, điều tra rồi. Hay lắm. Hay lắm. Không có điều tra đâu, cảm nhận đó. Cảm nhận. Phụ nữ người ta có cái gì gọi là gì? Trực giác đó. Trực giác. That's the word. Trực cái giác quay thứ 6 rồi. Giác quay thứ 6. Có khi mà hả giống như là nói ra the sixth sense. Có khi mà giống như là hả bắt tội mày cái gì bắt tội rồi nhưng mà hả nghĩa là không biết là mình không biết là hả anh có làm hay không nhưng mà đã bắt tội rồi là nếu mà anh có là thì anh lỡ khai là anh chết đúng không? Thà là anh đừng khai. Anh lúc khai đó anh phải chết. Nhớ lại nó y chang anh em bị cảnh sát tra khảo nè. Đúng rồi. I wanna keep silent, can I talk to my lawyer? Vậy thôi. Not gonna speak a word. Ta nói hút cần vô làm tình sướng lắm, hơn lâu hơn phải không thầy? Thầy hút cần làm tình sao các bạn? Sao lúc đó thầy hút cần thầy chưa có vợ? Sao cái chuyện này á, chuyện này cái chuyện tiền hả, cái chuyện giường chiếu này mà mình cũng nói trên livestream được sao? Các bạn thật là tục tiểu quá đi, các bạn có hai tục tiểu ba tục quá vậy. Nhưng mà muốn nói thì mình nói thôi. Chia sẻ đi. Chia sẻ hả? Mày có vợ là mày không nói đi, tao chưa có vợ. Tao có vợ liên quan gì cha? Tao có chứ, nói chung là giờ nó hỏi nè, người ta hỏi là hút cần chích sướng, chích vợ rất là sướng không? Giờ mày đâu có cần, mày đã có vợ rồi đâu. Chưa hả? Mày chia sẻ đi, mày ngồi chia sẻ đi. Không, mày dám sợ vợ. Tự nhiên liên quan gì? Liên quan đâu liên quan sợ chứ. Tao chưa có vợ mà tao sợ vợ. Không, nhưng mà mày đâu liên quan.
Mày sợ, mày sợ gì? Well, để... Bọn mày dịch bây giờ, bây giờ mình sẽ confirm cái chuyện là lâu hơn là đúng. Lâu hơn là đúng. Phê hơn cũng đúng. Vui hơn cũng đúng. Nhưng mà sẽ vui hơn nữa nếu cả hai người cùng hút. Vậy hả? À, cái hai người ngày xưa mình ở có kìm mà thổi xong như nó đang thổi kìm mà nó quên không biết thổi chưa, nó thổi tiếp. Biết đâu lại thế. biết đâu lại thế ngày xưa mình nhớ hoài, mình thuê nhà kế bên nhà mình luôn, cái hai cái phòng kế bên nhau, thì cái phòng cũng vừa hơn mà cũng vừa xui rồi, cái phòng kế bên đó là điêu lợn. Thì buổi tối mình muốn mua gì, buổi tối mình ngồi mình nói chuyện tiếng. Cái sáng sau nó tới chỗ làm nó lấy gì về đưa cho mình. Cái là mình muốn mua gì cũng có. Thì hai cặp đôi đó vui lắm, cặp đôi Mỹ Trắng với lại nhỏ Đình Loan, hai đứa dễ thương lắm. Nhưng mà chỉ có điều hút nhiều quá. Nhưng mà tụi nó hút xong rồi, tụi nó ở nhà suốt ngày, tụi nó làm điêu lợn, nó có tiền mà. Đúng. Thì ở nhà làm gì bây giờ? Thì một là chơi game, hai là làm nhau. Hai là chơi nhau. Một là chơi game, hai chơi nhau. Thì có vẻ như tụi nó cũng có giải tỏa, cũng phải giải tỏa mà là có chia sẻ, nó cũng thích chuyện đó lắm. Nó nói là không cần vô thì cái chuyện đó khác hoàn toàn. Vậy là y chang tao lúc mà tao ở cái... vậy là mày để chuyện nói chứ mày không, 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 ý tao nói cái trường hợp mà mày ở cái điều lời á. Hồi đó tao ở trên đại học của mày, lúc mà tao ở chung với thằng Hồ Công Hàn Quốc á, là mình không biết. Sau khi hút rồi, cái thằng Hồng Kông nó mới nói tại sao rủ hút. Nó nói là tại vì trong khu mình ở cũng có đứa hút hoài, nó đâu biết, tại trước khi mình hút nó không biết mùi sao đâu. Nó kêu thằng dưới nhà, mà cái phòng của nó là ngay trên phòng đó, cho nó hửi được, tao ở ngoài tao không hửi được. Nó ngày nào tao ngồi cửa sổ đây cũng nghe mùi dưới lên hết. Mà ở dưới là cũng là một cặp luôn, là thằng nó quen với con nhỏ, hai đứa người Trung Đông. Nó hút bà cố nội luôn. Mà tao nói thiệt, trong cả cuộc đời của tao, lúc đó tao hút cần chưa bao giờ có cần nào ngon hơn cần của thằng đó bạn. Người Trung Đông, the best of the best này. Cần của nó the best of the best này, từ ý. Sau khi mà nghỉ đại học rồi là đi lâu lâu anh em cho hút hay gì gặp người khác, không có cái nào qua hàng của thằng đó. Thằng đó là the best, tôi hài mày luôn. Đồ người Trung Đông hút thì nổi tiếng. Tao không biết thằng nó hay đâu. Thì bây giờ hỏi nhà hút cần có cô gái được hả? Có nhiều con gái thích không? Hút cần nhiều mà nói chuyện được thì tao mới thích nha. Con gái thích hút cần lắm. Dạ, hút cần nhiều mà phải nói chuyện được nha. Tại vì mình bị rồi. Mình bị rồi, mình nhớ hoài luôn mà lúc đó cái tiền. Nghĩa là cũng có rất là nhiều con gái thích hút cần. Dạ. Ờ, tao biết rồi, có nhiều gái thích uống bia uống rượu, đi vô trường thì con gái uống bia uống rượu rồi cũng nhiều. Gái uống bia uống rượu thì quậy quá. Mình dụ. Hút cần thì mình thích lắm, hút cần thì chill. Em thích bạn gái hút cần không? Bình thường. Bình thường. Cũng thích. Tại vì giống như là đồng quan điểm thì mình chia sẻ nhau thôi, còn nếu không thích thì không cần phải hút. Mình cũng để. Mà hút cần vô mà muốn nói chuyện được với gái gì khác nữa nha. Tại vì hút cần vô anh, nếu như anh hút hàng ngày sáng trưa chiều tối thì anh là hút cần giống như là cái daily của anh. Còn nếu như khi mà anh hút không, anh đã quá professional là anh nó là thế giới của anh rồi, anh đi trong thế giới của anh rồi. Nếu như mà anh không biết hút cần mà anh hút cần vô đi nói chuyện với gái, nhiều khi anh bị hở. Tại vì nhiều khi mình nhìn nó mình nói chuyện mà mình bị phê cần á, mặt mình đã như cu đù rồi, mặt ngu rồi, đã không có attractive rồi. Mà nó vậy rồi mình muốn hỏi nó gì mình lại quên nữa, đụng nó ngồi suy nghĩ hoài. Đâu, nhiều khi đang nói giữa chừng cái đứt, tự nhiên đứt dòng suy nghĩ. Mày đang nói, tự nhiên cái mày vừa nói câu trước, cái câu sau mày quên. Ủa nãy là mày nói cái chuyện gì, hai cái không còn nát mày không? Đúng quên luôn mày. Quên lắm. Kỳ lắm, ừ kỳ lắm. Mấy bạn mà không có cần quen đừng có đi tán gái nha. Đi tán gái nó bị nó tán ngược lại cho chờ bỡ ngồi. Thank you các bạn đã đến với livestream của Hà Phúc Lê. Hôm nay chúng ta nói về những chuyện về cần là những một thứ đã hợp pháp ở tại nước Mỹ này. Bên cái chuyện cần bây giờ là nó rất là bình thường rồi. Bên nước Mỹ này cần nó rất là bình thường rồi. Nó đã hợp pháp rồi, nó giống như bia, nó quản lý giống như bia với rượu vậy đó. Nên chúng ta có thể nói về cái chuyện này rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, đúng không? Bây giờ còn trồng trong nhà được nữa. Bây giờ là đúng rồi, thì ở bên Mỹ thì mình có mọi người mà hút cần thì cũng có thể trồng cần ở trong nhà. Đúng rồi. Cho trồng nhiều nhất là mấy cây. Thì mỗi người á thì được, chứ không phải mỗi nhà. Mỗi nhà, mỗi người. Mỗi nhà được 12 cây.
Mỗi nhà vì nhớ mỗi nhà được 12 cây máu maximum á. Mỗi nhà được 12 cây. Chứ không phải là mỗi người được 6 cây. Đúng rồi, mỗi người mà. Anh thì theo anh thấy cái luật hôm bữa đi hỏi người ta mỗi người 6 cây thì hợp lý hơn nhỉ. Mỗi người 6 hay 8 cây á. Cứ người 6 hay 8 cây vậy. Damn, that's a lot for a house. You can grow a big house luôn á. Đó thì ví dụ nhà bình thường nhà có 3-4 người phụ huynh thôi. Rồi nếu mà một người trồng 6 cây vì họ được họ làm được bao nhiêu tiền mỗi tháng nếu mà họ bán. Không, tới một người tại vì khi một người trồng 6 cây là họ phải có khi mà trước không biết là ai có lần đi hỏi là không nhưng mà họ có giấy hút nhưng bây giờ không cần không có giấy nữa. Hồi đó là trước khi hợp pháp là mỗi người phải đi ra ngoài bác sĩ đúng không? Đi bác sĩ có một cái tờ giấy bác sĩ rồi cái tờ giấy bác sĩ cho mình hút cần. Đúng rồi. Thì mỗi người trồng được 6 cây. Không biết bây giờ, không biết các bạn bên Mỹ này, bây giờ các bạn biết ở bên Mỹ này mỗi người trồng trong nhà được mấy cây không các bạn? Không ai biết hết. Không ai biết. Không ai biết thì không ai trồng. Tốt, các bạn nên như vậy. Trồng nhiều thì cũng bị ray, cũng nguy hiểm lắm các bạn ơi. Trồng phải bây giờ cái thì rất rất là nhiều người Việt Nam ở tại Mỹ trồng cần, mướn nhà, trồng cần ở trong nhà. Mà mày biết tại sao nó không trồng không? Tại vì nó trồng nhà, trồng số lượng ít á. Mày trồng mà kiểu như mày trồng tự nhiên á, nó ra không có ngon bằng người ta trồng đèn đúng không? Yeah, cho nên là hút phê bằng hút hàng mua riết ngon rồi. Cho nên là tốn thời gian tốn công sức, tốn công sức mà không ra ngon bằng. Mày biết cái luật, mày biết cái luật hả? Bên Mỹ bây giờ nó khi mà trồng gần trong nhà, ví dụ một người đó muốn kiếm tiền làm hả, trồng mướn một cái nhà trồng cần, trồng cả hả, mấy trăm năm trăm cây là quá cái mức là bất hợp pháp rồi đó. Đúng. Thì cái luật nó sẽ là sao? Luật sẽ sao là anh sao? Hả? Thì ví dụ một cảnh sát quá cái số nó quy định thì phạm luật vậy thôi. Thì cảnh sát nó bắt rồi đúng không? Cảnh sát đúng rồi, bắt rồi. Cảnh sát bắt không? Ừ. Bắt. Cảnh sát bắt hả? Ừ. Tại vì ủa thì nó quy định dụ như người 6 cây anh trồng hơn là anh đã phạm luật rồi, ông bắt anh phải làm bắt gì? Bắt hay không ơi. Nó chắc là cho ticket thôi, nó bắt hay không rồi. Anh giờ anh có nhiều, anh có nhiều nó biết nó mình nếu anh nó bắt hay không là sao? Nó biết thì nó bắt chứ. Nhiều nó không biết sao nó bắt. Possess là using khác nhau nha mày. Một cái dùng với lại một cái giữ khác nhau nha. Ông đang nói là trồng nhiều. Theo anh nghĩ là khi mà trồng nhiều á thì có rất là nhiều người nói là bây giờ cảnh sát bây giờ cảnh sát là khi mà một người mà trồng rất là nhiều cần sa ở trong nhà. Kể có cháy. Bắt sao ông bắt cha, ông bắt ai cũng làm rồi ông. Thì không, nhưng mà nó chỉ đến nó tịch thu. Anh nghe nói á là nó chỉ đến nó tịch thu. Và nó cho một cái ticket, nó cho một cái giấy phạt rồi xong nó không có bắt. Tùy. Tại vì bây giờ cần sa đã tùy nó decriminalize rất là nhiều vụ cần sa rồi. Tùy. Nói chung là giờ nó cũng dễ hơn trước, nhưng mà nhiều khi cảnh sát nó lại á, nói chung mấy cảnh sát nhiều thằng tùy khu mày ơi, nhiều mấy khu mấy cảnh sát vãi, nhiều cảnh sát dơ ba lại chụp mày nhưng mà nó không bắt mày để làm chi. Ok, coi như là bắt cho anh biết, nhưng mà hàng nó lấy, tại vì hàng nó là tiền. Hiểu không? Right, nó lấy khi mà nó vô nó lấy nó không bắt mày, nhưng mà mày mất nó có đó tiền bỏ túi đó mà. Có rất là nhiều người Việt Nam ở trồng cần sa trong nhà thì cảnh sát vô lấy cần sa. Đấy hả? Lấy tiền bạc ở trong nhà. Đấy hả? Đúng rồi. Nhưng sao mà đó? Nếu nó bắt anh thì tất cả cái đó nó phải nộp lại cho con quỷ. Đúng rồi. Còn nếu nó thả anh thì cái đó nó nhét túi nữa. Thì nói là trồng nhiều bắt nhiều, trồng ít bắt ít. Thấy không? Bắt cho xong bắt. Trời ơi bị hoài cha. Mới hồi bữa anh nói sao vậy, mới hồi bữa ở ngoài cái warehouse ngay ngoài khu cái nhà hàng của cái nhà hàng Hạt Ngò 1, cái trong cái khu đó kế bên có nguyên cái warehouse bự. Hồi bữa lại hả, FBI SWAT lại vào nguyên khu đó luôn. Lúc trước em lại nhà hàng em ăn hoài à. Mà hôm đó em mới biết tại vì em lại nhà hàng ăn hoài, mà mỗi lần em mắc tiểu em xin nhà vệ sinh là em bước vô cái nhà vệ sinh là em nghe mùi cần. Không, em nghe mùi cần, em có hỏi thắc mắc, ủa sao, tại sao cứ bước nhà vệ sinh là có mùi cần, không lẽ ông chú làm bếp đây ông hút cần. Tao nói đó, không lẽ em chạy chú này hút cần, lần nào ông chui vô nhà vệ sinh để hút mình vô nó nghe mùi nè. Nhưng mà ông hút cần thì lúc cột nó hút. Cái nhà kế bên ở trên lầu á là nguyên cái warehouse bự, tụi nó trồng nguyên một cái nhà kho bển luôn. Damn. Thì nó không có siêu kỹ, nó lại đi qua cái đường khí á,
nó nói thông qua cái nhà vệ sinh. Nói chung là bây giờ là hả, bây giờ cần sa ở tại nước Mỹ nó cũng đã hợp pháp nên nó cũng nó cái tội nó cũng nhẹ hơn. Thì đỡ hơn cái tội nó cũng nhẹ hơn nên người ta trồng rất là nhiều. Nói chung thì lên thì giờ nhiều khi đâu phải lâu đâu anh có tiền anh beo ra nó sẽ nó lúc nào nó cũng cho anh mua beo còn rồi. Dù tội nặng là nó không cho anh beo rồi. Vậy thôi vậy thôi ha. Rồi tất kêu cảm ơn quý vị đã tune in và coi cái podcast hôm nay về chuyện cần sa mà những cái chuyện cái kiến thức mà chúng tôi đã biết và đang biết và đã sắp biết. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn quý vị lại một cái buổi livestream khác. Cảm ơn anh Việt. Cảm ơn Huy. Mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Anh Huy đã đi restroom rồi. À. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hẹn gặp lại mọi người ở trong kỳ sau nha. Thank you very much. Bye bye. Gặp sau. Ok, bye bye. Tạm biệt mọi người.